Này, thôi, hai người làm lành với nhau đi. Thích nhỉ? Thế nay mà được linh ngộ cho cả đời thì có một sướng chết. Anh kết nó rồi gì? Hai bên bố mẹ thì ưng quá đi. Mày thể hiện tình cảm với ai? Với trâu với ai nữa? Giờ anh bận rồi, anh đi trước nhá. Chào em. Để tôi mở cho. Không, tôi không đi ăn sô-cô-la. Này Linh. Này, sao không trả lời? Bận quá, quên. Nói dối. Rõ ràng là bà đã xem tin nhắn của tôi mà không trả lời. Làm gì có ai bận đến cái mức mà cái tin nhắn không trả lời được. Bà lừa tôi đấy à? Đúng thế đấy. Thì sao? Thì không công bằng. Bà đã bảo là cho tôi cơ hội còn gì nữa. Bây giờ tôi không thích trò nữa đấy. Được chưa? Ông thử xem lại bản thân mình đi. Rõ ràng là mẹ ông đã hứa hôn ông với người khác rồi. Thế mà còn giấu tôi. Tôi biết hết đấy là ai rồi nhá. Ông còn định giấu giếm tôi đến bao giờ nữa? Hóa ra là có người đang ghen. Mình ngửi mùi ghen ghen ở đây thì phải nhỉ? Ai thèm? Nhưng mà tôi thích. Bà cứ ghen như thế đi. Bà ghen thế này là chứng tỏ là bà có tình cảm với tôi. Mơ đi. Đồ giả dối. Chuyện đấy. Cái cô Hằng đấy, mẹ của cô ấy là bạn học với cả mẹ tôi từ ngày xưa. Đấy là chuyện người lớn hứa với nhau chứ không phải là tôi đâu. Nhưng mà mẹ ông đang cho là thật đấy. Mẹ ông đang đợi ông đem con dâu về kìa. Gì? Đem con dâu về á? Quên đi. Hai, cuộc đời của tôi chỉ có đưa bà về nhà tôi thôi. Còn không có người nào khác về nhà tôi được luôn. Ông đừng có mà dẻo mép để lấp liếm nhá. Khổ quá. Cái chuyện đấy là chuyện của người lớn hứa với nhau. Tôi không biết gì đâu. Còn cái chuyện tôi yêu ai, thích ai, lấy ai, đấy là quyền của tôi. Nhưng mà ông không nói với tôi là ông đã hứa hôn. Thì vì được cái chuyện đấy là chuyện người lớn họ nói đùa với nhau. Tôi để ý làm gì, tôi có quan tâm đâu. Đừng có cáu nữa. Cái chuyện này không đáng để mình cáu nhau đâu. Không đáng á? Ông làm tôi tức điên chết đi được ra mà ông bảo là không đáng à? Thôi được rồi. Ngay ngày mai. À không, ngay bây giờ tôi sẽ đi làm hẳn một bảng thông báo. À không, đi quay hẳn một cái TVC, phát lên trên TV, phát lên Facebook, thông báo rằng tôi là người yêu của bà và bà là người yêu của tôi và tôi chỉ có một mình bà thôi. Được chứ? Ừ? Ai thèm yêu ông? Cái này bà không cần phải nói, tôi cũng tự biết là bà thích tôi. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhá. Ông chưa xong với tôi đâu. Được rồi, chưa xong thì thôi. Nhưng bây giờ ăn trước đã nhá. Đói quá, nay tôi đợi bà ở dưới, mũi đốt sức cái cả chân lên này. Đói mẹ rồi. Ăn. Này, chúng mày mua đặc sản ngon lắm ấy. Chả lâu chưa ăn món này đúng không? Ừ. Úi giời, mặt cáu thì ghen. Ơ, sao đấy? Canh gà tôi tự hầm, cậu ăn đi. Tôi... Tôi về đây. Không, ông Đức, ông đừng có mang đồ ăn cho tôi nữa. Tôi béo phì mất. Thế từ lần sau tôi mua trà hoa quả các bạn. Không, tôi không ăn. Bạn có biết tất cả đồ này tự tay tôi chuẩn bị đấy, yên tâm. Chính vì đồ ăn ông tự chuẩn bị nên tôi mới không yên tâm đấy. Tôi thật đói bụng thôi. Ông đừng có đảm đang nữa, tôi sợ lắm. Cái gì cơ?
Bà bị đau bụng á? Tại sao không bảo tôi? Thì tôi bảo ông đừng có nấu nữa mà ông có chịu nghe đâu. Nói tóm lại là đừng có nấu cái gì cho tôi nữa. Nhưng mà đây là hải sản chiên giòn đấy, còn nóng phải thơm lắm. Vậy bạn yên tâm đi, tôi ăn được, bạn ăn được mà sao đâu. Nhìn nhá. Không sao, ăn. Không sao cả, ăn đi. Ăn đi. Sao? Ngon đúng không? Tôi bảo rồi, tay nghề tôi lên lắm. Với cả chỗ tôi làm việc, tôi ra vào không tiện đâu. Thế từ sau tôi đến nhà bạn. Trời ơi, tôi nói thế nào thì ông mới chịu hiểu hả? Trời ơi, tôi chuẩn bị đồ ăn ngon thế mà bà không ăn à? Ông bà bị sao đấy? Trong này có tôm ạ. Đúng rồi, tôi bị ứng nặng được tôm. Chết tôi rồi, làm sao bây giờ? Giờ phải làm sao? Đi viện. Thế để tôi bán, đưa bà đi bệnh viện nhá. Hello. Sao không? À, chào anh. Rất vui được gặp anh. Tôi là Hải. Chào anh. Đây. Ai đây? Anh ấy là con của bạn bố tôi. Hai ông đang định kết thông gia với nhau đấy. Anh là... Tôi là người yêu của Linh. Linh có người yêu rồi nhá. Cho nên là không cần phải mai mối gì cả. Và cuộc gặp đến đây là kết thúc. Này, ông nói cái gì đấy? Ông làm ông. Anh là người yêu của em đấy. Xưng hô vô va vô vẩn. Anh chỉ đang nói cho anh đỡ bị tưởng bở thôi. Anh là người yêu của Linh. Chắc có sự nhầm lẫn đây rồi, tôi xin lỗi, tôi phải đi trước rồi. Anh ơi, không phải đâu, anh ơi. Ê, yêu ơi. Ông vừa phải đấy chứ. Bây giờ tôi đã là người yêu của bà rồi, chẳng nhẽ bà định kiếm thêm người yêu thứ hai, thứ ba nữa nhỉ? Tôi với ông chưa là gì cả, chẳng nhẽ tôi không được gặp mặt những người khác để tìm hiểu à? Không cần phải gặp mặt thêm bất cứ một ai khác, bởi vì tôi là người tốt nhất còn gì. Mặt dày, tôi sẽ còn đi xem mắt thêm nhiều nữa đấy. Chẳng lẽ ông được mẹ hứa hôn mà tôi không được phép đi xem mắt à? Tôi sẽ không để cho bà đi gặp thêm bất cứ một ai khác nữa đâu, ngoài tôi. Sao con đã về rồi? Đỡ chưa? Bác sĩ nói cậu phải ở đấy để theo dõi sức khỏe thêm cơ mà. Chứ phải tại cậu ấy. Tôi bảo cậu ở trong đấy chờ tôi chạy ra ngoài mua chai nước. Vào chẳng thấy đâu. Cô ấy ổn hơn rồi. Bác sĩ bảo là dạ dày bây giờ còn yếu, nên là không được ăn uống linh tinh. Và cậu cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Anh ạ, do em không chú ý chế độ ăn uống cô ấy. Em hứa là sao em rút kinh nghiệm. Cái gì cơ? Cậu còn định có lần sau á? Thôi, tôi xin. Thế cậu thích ăn món gì? Lần sau nhá, tôi nhất định tôi sẽ nấu cho cậu. Anh nghĩ cái đấy để lúc khác đi. Bây giờ để Châu về nhà nghỉ ngơi đã. Thế tôi đưa cậu về nhá. Không, tôi có anh Hoàng anh đưa về rồi. Cậu tự về đi. Đã đau không chưa? Chưa, đau. Liệu thế? Lời bác sĩ dặn chưa? Mà anh thấy bạn kia tội nghiệp quá. Tội cái gì mà tội? Anh mà không ở đấy á, em cho cậu ta một trận rồi. Cái tội chỗ tài nấu nướng. Báo hại em ra nông nỗi này. Còn em nữa đấy, con gái người ta phải dịu dàng chứ. Hơi tí động tay động chân. Anh thích con gái dịu dàng à? Thế thì em cũng sẽ nhẹ nhàng như mây. Mây với cả trời,
xín giảm ấy. Anh cứ đợi đấy. Nếu mà cứ ốm mà được anh chăm sóc thế này, em ốm cả đời cũng được. Thôi đi về nghỉ ngơi đi. Lại nào ấy, trông như cái thằng mất hồn. Hải, hỏng bét hết rồi. Hỏng bét hết rồi, tao lại gây họa rồi. Làm sao? Thôi, bình tĩnh. Này, làm lon bia nhá. Hôm qua tao mới đi lấy mày lon về, giờ này mà có lon bia thì mát đứng hỏi luôn đấy. Uống lon nào nhỉ? Này, ăn gì không? Thôi, không ăn đâu, uống được rồi. Này, đây nhá. Ừ. Sao? Sao? Bạn tôi! Làm sao? Hử? Nè, sách này sách của mày đây à? Ừ. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Sao này? Không. À, tao tưởng mày yêu cái Linh mà. Ừ. Liên quan gì mày? À mà lúc nãy mày bảo là họa hùng cái gì? Hả? À, tao hỏi mày nhá. Mày có chắc là mày yêu cái Linh không ấy? Ừ. Nhưng mà liên quan gì mày? À mà lúc nãy mày bảo là... Lần nữa nhá. Mày có chắc là mày thích mày yêu cái Linh không phải để làm màu để che mắt thiên hạ đúng không? Chớ cái gì đó, bị sao đâu mà sao? Mày gặp có chuyện gì à? Hay là mày có vấn đề gì về tâm lý? Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà không những là một chuyện mà là hai chuyện cơ. Rồi Trương, kể tôi nghe xem nào. Trông mày kiểu năng phát khiếp lên được ý. Em chào anh Đức. Chào em. Anh cho em tới quyển sách với ạ. Sách? Sách của em à? À không, sách của anh Hải. Em mượn mấy hôm để đọc, đang đọc dở ạ. Của em đây. Ui, tay anh làm sao thế này ạ? Không sao đâu, anh bảo nhẹ em à. Anh vào bếp nấu nướng không quen ấy, nên đánh Phật ấy. Con trai các anh hậu đậu thế cũng biết. Hay là để em đi mua thuốc bôi cho anh nhá. Thôi, không cần đâu, anh bảo nhẹ em à. Thuốc men gì? Không, em đi mua. Thôi được rồi, nào, bình tĩnh kể lại cho anh nghe. À, bẹp hết rồi. Tất cả tại mày đấy. Không phải tại tao. Thì tao hì hục nấu đồ ăn cho Châu. Mà Châu bị đau bụng. Hôm nay còn ăn phải đồ bị dị ứng. Tao đưa đi cấp cứu ấy. Ngày xưa Châu ghét tao một tí thôi. Giờ Châu không thằng gì mà tao luôn cơ. Còn lại bố. Bố đã vụng rồi cứ thích nấu ăn. Không phải chỉ của Châu đâu. Tao nói thật nhá. Đến tao là bạn mày và đến bây giờ tao không dám ăn đồ mày nấu cơ. Thì mày bảo tao cầm đồ ăn ngon sang cho Châu còn gì nữa. Này, tao bảo mày là mua đồ ăn ngon mang đi cho Châu chứ không bảo là mày nấu nhá. Ai đời ơi, rút kinh nghiệm là sao? Thì tao nghĩ đơn giản là tự tay tao làm thì sẽ thể hiện được tình cảm của tao. Ai ngờ nó như thế. Khoai. Là tao phải làm sao? Thôi rồi, đến cái nước này thì mặt mày phải dày. Muốn tán được gái thì mặt phải dài lên. Chẳng nhẽ mới có tí chuyện với mày đã bỏ cuộc à? Không, tao không bao giờ bỏ cuộc nhá. Đừng tỉnh. Đây, tán gái là phải như thế. Mày phải mặt dày lên cho tao thì mày mới tán được gái. Hiểu nhá? Mặt phải dày lên. Nghe anh chú bao giờ cứ sai á. Tin mày đấy. Rút kinh nghiệm lần sau. Nghe nhá.
Đừng ghét anh mà. Đừng ghét mà. Alo, tôi nghe. Bạn nhận được hoa của tôi gửi chưa? Tôi chưa. Tôi đã đến công ty đâu. À, bạn nhận rồi nhá. Nếu không thì làm sao bà biết được là hoa gửi chỗ làm? Cũng may là hoa đẹp đấy nhá. Cảm ơn ông. Quả táo này. Hôm qua mẹ chồng tương lai gửi cho tôi cả một giỏ hoa quả to quá, tôi ăn không hết. Cảm ơn cô nhá. Ước gì ngày nào mẹ chồng tương lai của cô cũng gửi hoa quả để tôi đỡ ăn kém nhỉ. Linh này. Bản báo cáo kết quả thực hiện 2 tháng chiến dịch mới, mai thì em báo cáo với tổng giám đốc nhá. Nhớ ấy là các số liệu bảng biểu ở trong đấy mình phải chuẩn bị cho nó kỹ nhá. Dạ vâng, anh yên tâm ạ. Lần này thì mình sẽ xem là cái chiến dịch này có thực hiện tiếp hay không. Nếu mà ổn thì chúng ta sẽ phát triển ra các chi nhánh khác ở trên tất cả các quốc gia nhá. Dạ vâng ạ, em sẽ cẩn thận. Nhớ cẩn thận nhá. Dạ. Thảo nào, hôm nào cũng thấy cô về muộn. Thì có nhiều số liệu cần phân tích quá mà. Mà dạo này có gặp anh Hải không? Cũng thi thoảng. Mà tôi tưởng là cô có mẹ chồng tương lai thông tin hết rồi mà. Thì thế. Tôi hay sang nhà anh ấy chơi mà ít gặp. May mà có bác gái nói chuyện với tôi. Bác còn bảo mong hai đứa cưới nhanh lên để tôi ở đấy luôn, đỡ phải đi đi lại lại. Mà sao tôi thấy là trong câu chuyện nào của cô cũng nhắc đến mẹ chồng tương lai đấy nhở? Mà không thấy cô nhắc gì đến chồng tương lai cả. Ai mà không biết, nghe thấy lại tưởng là cô với mẹ chồng cô yêu nhau. Cô. Thôi, làm việc đi. Ông về nước khi nào thế? Thì từ sáng trước đấy. Đợt này tôi cũng muốn dẫn người yêu về để ra mắt bố mẹ luôn. Người yêu hay là bình phong đấy? Người yêu thật. Dù gì thì tôi cũng muốn sống là con người thật của chính mình mà. Thế cũng tốt nhỉ. Xin lỗi anh ạ. Chết chết. Ông có sao không? Ừ, tôi không sao. Tôi phải nhận xin nhau là được. Tôi biết tổng ý đồ của cậu rồi đấy nhá. Đừng có mà học thói xấu của sếp cậu đấy. Em đâu dám mà. Em mà học ấy thì cũng chỉ bằng 1/10 tính xấu của sếp thôi. Ai xấu tính cơ? Bây giờ cậu còn làm nội gián của cậu ấy nữa hả? Đâu ạ, đây là em nghe lời của sếp. Em chỉ làm theo thôi. Bây giờ mà em cũng làm theo á, sếp đuổi việc em đi chơi ấy. Chị Dâu, chị cảm ơn em nhá. Thôi, hết việc của cậu rồi, đi làm việc đi. Cậu gặp 1.000 người thì tôi phá 1.000 người. Không bị làm sao đấy.
bỏ cái thói ghét tôi mù quáng đi. Cậu ấy là bạn học cũ của tôi, hồi tôi còn đang đi du học đấy. À, nhưng mà thật ra thì cũng có một khoảng thời gian mẹ tôi yêu nhau. Gì cơ? Yêu nhau á? Ừ, thì đấy, cậu ấy là người yêu cũ của tôi đấy. Ừ. Đây là... À, chàng trai này là Hải phải không? Rất vui được gặp anh. Hồi còn ở bên kia, Linh hay vào Facebook của anh lắm đấy. Sao cậu phải nói dối nhở? Hồi đó, cậu chả suốt ngày vào Facebook của anh ta còn gì. Cậu còn dùng nick giả để anh ta không phát hiện ra nữa chứ. Ồ hô, hóa ra là có người muốn nói dối mình kìa. Này, lúc anh Linh bảo với tôi ấy, là ngày trước Linh với ông là người yêu cũ với nhau, đúng không? À, thật ra thì ngày trước tôi có nhờ Linh giả làm người yêu để qua mắt bố mẹ. Nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi, bởi vì tôi dám sống thật với bản thân mình. Linh là cô gái tốt, anh nhất định phải trân trọng cô ấy đấy. Anh bảo em rồi, khoảng thời gian này phiền phiến thôi. Em là nhân viên, đi vào xin chữ ký sếp, giữa thanh thiên bạch nhật như này, có gì mà phải sợ? Anh đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, không có hứng đâu. Nếu mà ngày mai cô ta làm không tốt ấy, thì có phải là bị đổi việc không? Nếu thế thì cả anh và chiếc ghế này này sẽ bay bầu đấy, hiểu chưa? Đi ra ngoài! Em chỉ ví dụ thôi mà, sao anh lại căng lên thế? Thôi anh làm việc đi nhá. Và cô ta đều đáng phải trả giá. Em lại nhớ anh rồi, như những chiều mưa rơi, anh chạy xe qua đón em về, mình cười đùa thật vui dưới cơn.